Kính thưa quý vị đồng tu, chúng ta tiếp tục tham khiếu trên phần kinh Hoa Nghiêm. Tất cả hữu quy các đạo hạnh, các mọi đàm làm thiên giữ tất cả các pháp lìa ngôn ngữ, tánh không tịch diệt, vốn rõ ta. Do đây điều hiện chân thật nghĩa, nan thí tất cả các chư Phật độc giác cùng hàng thanh văn tịnh. Do đây tâm nhận không thối chuyện tính thắng, thường đờ nhất nghĩa pháp thầm thâm vi diệu vi pháp. Chúng ta thấy sự hiện diện tất cả các pháp hữu vi và các đạo hạnh, các pháp hữu vi là trong Phật giáo của chúng ta thì nói về sự đạo hạnh. Trong các pháp thì chúng ta phải biết rằng chúng ta ở mức đạo hạnh ra sao, chúng ta mới có thể hiểu được các pháp. Vì quý vị đã biết pháp vốn không hình không tướng, đây là lời trong tập nghĩa, hay nói chính là liễu duyên cảnh trí và minh hạnh túc, đều có tốt đẹp hay không, đều có đạt thành hay không, cũng từ các pháp. Cho nên tất cả các pháp liền ngôn ngữ là ở vì thầm thâm vi diệu của pháp đem lại chúng ta rất là to lớn. Đối với người hành giả, đối với người Phật tử, cái gì có thể nếu xem nhẹ thì các pháp không thể hiện rõ hơn được sự ý nghĩa. Nhưng đối với chúng tôi thì các pháp là vô cùng quan trọng. Vì sao vậy? Vì pháp còn thì người còn, pháp mất người mất. Điều này rất quan trọng. Vì vậy các pháp đều trong thật nghĩa là ở ý này. Nên có tất cả các chư Phật, sự hiện diện của các người chư Phật đều thể hiện trên các pháp. Các pháp của các vị chư Phật và Bồ Tát luôn luôn có sự hiện diện của thầm thâm, sức lực và sự kỳ ảo. Chúng ta không được nói là ảo ma Canada ha. Đây là đưa trên mà giới trẻ ngày nay thường hay nói như vậy. Nhưng mà là hành giả thì tuyệt đối không được nói.
Nên chính vì vậy, chúng ta phải biết rằng tánh không tịch diệt vốn đã có. Do vì vậy mà chúng ta phải biết rằng sự bất diệt của các pháp vô sanh, hay còn gọi là vô sanh bất nhẫn, thì cũng bắt nguồn từ nơi tâm thân mà hiện ra. Vậy các pháp hữu vi và các pháp vô vi sẽ là bao trùm, sẽ là khoảng cách giữa sự chuyển đổi qua lại. Mà sự chuyển đổi này được bắt nguồn từ sự liễu ngộ. Sự liễu ngộ, nếu quý vị liễu ngộ rồi thì tất cả đều có thể thay. Cho nên nhiệm vụ của tôi là giúp cho quý vị liễu ngộ. Điều đó có nghĩa là quý vị sẽ đắc đạo. Điều đó có nghĩa là quý vị sẽ thành tựu và có tiền đồ ở tương lai. Vì quý vị nghĩ rằng không có một vị thiền trí thức, một vị pháp sư, một đại pháp sư, một người gửi gắm vào tất cả các bài giảng mà không muốn những vị hành giả của mình đạt được kết quả. Điều này quý vị phải nên biết chỗ này. Mục đích là để thành tựu mang lại sự thịnh vượng và phục hưng cho Phật giáo nước nhà. Đó là cốt lõi. Đó chỉ là cốt lõi thôi, chứ tôi chưa nói yếu chỉ. Yếu chỉ phải được trong truyền. Mà trong truyền là gì? Trong truyền chúng ta đã biết là phải trực tiếp thì mới trong truyền được. Gián tiếp thì không. Ngôn tự có thở cho biết gì, nhưng phải trong truyền là phải trực tiếp. Vì thế điều cơ bản là các pháp hữu vi và các pháp vô vi có mối quan hệ mật thiết với nhau và luôn luôn song hành với nhau. Sự tồn tại của vô vĩnh cửu luôn luôn có sự tham chiếu. Bởi các pháp đều tạo nên các ngôn thuyết thì phải có sự tham chiếu. Mà người chứng đạo của quý vị đó chính là những vị giảng kinh và thuyết pháp. Đây là những người chứng cho quý vị. Giả sử đặt ra trường hợp nếu quý vị tu học mà không có người chứng, thì liệu Phật pháp có còn thịnh hành hay không? Ở đất nước Ấn Độ 500 năm vào thời kỳ đó, chúng ta không có Phật pháp. Vào thời điểm đó 500 năm không có Phật pháp, vậy đời sống nhân sinh của con người sẽ ra sao? Đa phần đi theo chủ nghĩa của thần đấy, có phải không? Vì Ấn Độ là cái nôi của thần linh. Đó. Trước khi Phật giáo ra đời, có đạo Bà La Môn, có thờ thần linh.
vậy thì thông thường ở đạo Ấn Độ thì họ chủ yếu vào ba vị thần tối cao Vishnu, Shiva và Rama, hay còn gọi là các vị thần tôn tạo, hủy diệt và tình yêu. Những vị thần này thì im lặng, sự cốt lõi, im lặng sự cốt lõi cho chính họ. Đó chính người dân Ấn Độ. Vậy 500 năm đó là hầu như họ theo đại đa số của đạo Ấn Độ, hay còn gọi là Hindu giáo ha. Lúc này thì vậy làm sao chúng ta là tồn tại, phát triển và thịnh hành vượt qua các nước Sri Lanka, Trung Quốc, Miễn Điện, Thái Lan, Campuchia và phía Nam Burmese, đi theo dòng phái của thiền diệm. Đi theo dòng phái của Khất Sĩ, rất là nhiều dòng phái. Rồi sau này mới phát triển ra tất cả các pháp môn dựa trên các lần kiến tập, kiến sự của ngài anh em. Như vậy thì chúng ta thấy các lần kiến tập như vậy đã được ghi lại. Điều này chúng ta phải biết rằng sự hưng thịnh là quá trình giữ cốt lõi của sự trong truyền. Cũng như Tổ sư Bồ Đề Đạt Ma là vị thiền sư đã di dân. Khi đó đem nền Phật giáo di dân vào Ấn Độ, vào Trung Quốc, sang vượt qua dãy núi Côn Luân, dãy Himalaya, Tây Tạng, và vượt qua những dãy đó để vào trong nội địa của phía Nam của Nam Kinh, hay còn gọi là một nửa của chí tuyến Nam của Trung Hoa. Tại vì đất nước Trung Hoa phải trải dài qua rất nhiều các châu lục, vị trí địa lý, địa hình, sự hiểm trở, nhưng ngài đã đi qua. Như vậy thì chúng ta thấy ngài lại có duyên với Phật.